Hey yo yo, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mèo Xúc Xích. Thì video clip ngày hôm nay mình sẽ vẫn bắn cùng bạn top 9 server nha, và cả YouTuber sâu sai đó mọi người ạ, và kèm theo đó là một bạn Trung Quốc giống cái team hôm qua mình bắn thôi anh em ạ. Vẫn rủ được mấy bạn này chơi nên thành ra bắn luôn, làm clip cho mọi người xem luôn. Chả hiểu kiểu gì ấy, bọn mình bắn tầm buổi sáng ấy mọi người, đồng vãi xoài luôn. Vừa lấy mình nhảy ở lorry chả có ai nên là lụm đồ đẩy liền qua bên khu honey này này đó, đã thấy ping được có người này đó, mình đã thấy người rồi nhưng mình sẽ không bắn nha, đợi đồng đội mình tới, vì ở đây là mới có mình với một bạn nữa thôi nên là thành ra là cứ phải đợi đủ 4 người, chứ thề mấy ông này không nhờ được đâu mọi người ạ. Bắn mi top ấy thì gặp các bạn cũng sẽ là top tương đương nha mọi người, nên là bắn nó sẽ rất là căng nên là phải từ từ thôi. Rồi hai bạn kia bay cũng tới sau đít mình rồi, mình sẽ đẩy dần vào nha mọi người, đẩy dần vào luôn này. Ở trong này có nguyên một team luôn ạ, và khu xa xa kia đã thấy hai cái thính thính gọi luôn, hai cái thính con ngựa ở đằng sau đồi kìa, thế là chắc ở đằng đấy vẫn có người rồi. Mình sẽ đẩy vào luôn nha, hai bạn ấy cũng đã đến ngay đằng sau mình rồi. Một bạn một tên bắn pháo kìa mọi người ơi, ấy chà chà bay pháo à. Rồi mình sẽ lên pháo nha, mình lên pháo mình đợi luôn. Cái pháo này thì nó cực kỳ hiệu quả này, những clip gần đây thì mình rất rất hay sử dụng cái khẩu pháo này lụ mạng. Đây rồi, đây rồi, tên này ăn đạn từ đồng đội của mình ngu này, trời ơi. Trời ơi, lốc luôn mọi người ơi, team này là 3 người rồi à, đâu 2 người thôi, mới lốc có 2 người thôi. Đây 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 đây, lốc 2 người hay là lốc 3 nhỉ, còn 1 hoặc 2 tên nữa thôi, mình mãi bắn quá mình không để ý anh em ơi. Ui trời ơi, thề team mình bắn nhanh thực sự ạ, clear rồi. Trời ơi, team 4 người mình được mỗi mạng mọi người ạ, sợ thật. Kiểu bắn toàn cùng các ông tay to ấy, nên là thành ra là mỗi người một mạng thôi, chứ không có thể nào mà 1 vs 4 được đâu mọi người ạ. Vì tay của đồng đội mình cũng khá là nhanh, mà địch thì nó cũng bắn nó cũng không phải là gà ấy mọi người, thành ra 1 cân 4 nó khó lắm anh em ạ. Cứ một team đụng được một mạng như này chắc là cả trận này chắc là chỉ được xương xương đâu đó chỉ tầm khoảng 7-8 mạng là hết rồi mọi người. Chia đều ra là team mình mỗi người cũng tầm đấy nữa, là cũng nửa map rồi còn đâu nữa. Ở đằng sau này vẫn còn người này, vì đằng sau này mình thấy có hai cái thính con ngựa lận. Vừa nãy không biết là mọi người có để ý không, nhưng mà mình thấy hai cái thính con ngựa đằng sau này nha mọi người nha. Đó, ở trong khu nhà này. Bạn Trung Quốc bạn ấy ping rồi này, bạn Trung Quốc này bắn cực kỳ chiến. Mặc dù là ngôn ngữ bất đồng ấy, nhưng mà cái ping thì nó lại là như nhau, nên là thành ra là bắn chỉ cần ping thôi. Rồi bạn bạn số 4 làm sờ cao thì mình sẽ làm tanker nha. Bạn ấy sờ cao rồi, bạn ấy mở cánh thì mình sẽ tông thẳng lên nha. Mình sẽ tông thẳng lên làm tanker để hút đạn. Có một tên đi nạp. Úi trời, vướng cái gốc cây. Úi này thì chạy này. Lốc 2 tên nhưng mà bạn Trung Quốc lốc mọi người ạ. Vãi cả xoài. Pha đấy tiếc thế, pha đấy vướng cái gốc cây không mà mình đơm cái tên đứng giữa đường rồi đấy. Còn một bạn khá là yếu rồi này, một bạn mũ 4 này. Khá là yếu rồi này. Ui giời, bạn Trung Quốc bạn ấy sờ cao. Úi giời ơi, thì chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ui team này nó giàu. Nó giàu thực sự ấy, bạn Trung Quốc lụm hẳn 3 mạng luôn mọi người ạ. Thề mình tanker mình chạy thẳng lên ấy thì vừa chạy vừa phải chủ yếu là dụ địch nó nhìn về hướng của mình thôi. Còn bạn sờ cao đi bẻ cánh ấy thì bạn ấy sẽ không để lộ nha, vì một khi mà sờ cao mà để lộ ấy là sẽ chết luôn đấy mọi người ạ. Chủ yếu là lộ tanker thôi mọi người ạ, lộ tanker, và tanker cứ công dần để cho sờ cao đẩy cùng thôi. Rồi cái team này nó giàu mọi người. Ui trời ui, băng đạn cam kìa. Nhưng mà thôi, trận này mình sẽ không bắn UMP nữa mà mình sẽ bắn cái khẩu AK-12 kèm theo đó là M4-16 nha mọi người nha. Ở trên này danh này thì hai cái khẩu này được ưa chuộng rất là nhiều, và một khẩu nữa đây là khẩu Groza mọi người ạ. Khẩu Groza ấy thì mọi người chỉ nhặt được ở trong thính thôi, nên là trong team chỉ cần có một người khó nên là được, vì để mà lụm được cả 4 khẩu Groza ấy thì tỷ lệ nó là 1%. Ui có con bot mọi người, lụm luôn ấy. Con bot đi nẻ này, đồng đội ngay sau mình rồi, sợ thật ấy, nhanh thực sự ấy. Đúng là gặp bot mà không ăn nhanh. Còn cái lịt úi rồi hồi đấy mọi người thấy không, mình vừa phát hiện ra con mít thôi đồng đội mình đơm luôn con bot đấy rồi, kinh thực sự ấy, mấy ông này bắn ghê thực sự. Có rồng kìa, có rồng kìa mọi người ơi. Ui ôi ôi, có rồng ạ, sợ thật. Sấy rồng nha anh em ơi, sấy rồng nha mọi người. Sấy rồng thì mọi người cứ sấy vào mồm con rồng ấy, để nếu mà nó có khạc nửa ra ấy thì cái hòn nửa ấy nó cũng sẽ lổ luôn nha mọi người. Và sấy rồng súng nó giật lên trên đầu là vừa mọi người ạ, giật trên những cái tên mà đứng ở trên con rồng ấy là vừa ấy, mọi người cứ sấy vào cái đầu rồng ấy mọi người, công sang luôn. Con rồng ấy đang ở chỗ bạn số 4 kìa, mình sẽ công sang luôn nha anh em ơi. Thề số 4 bạn Trung Quốc kia bạn ấy đẩy nhanh thực sự luôn ấy, kiểu bạn ấy trong top 100 thế giới mọi người. Còn bạn số 3 là top
Top mấy nhỉ? Top 9 mọi người ạ, top 9 thế giới luôn ạ. Sợ thật, mấy ông này bắn kinh lắm. Nên thành ra là đi là cứ phải dồn dập thôi. Ui số 1 đang đang đi nụm thính à. Xong rồi. Sâu sai đang đi nụm thính rồi mọi người ơi. Nhưng mà hình như bên đấy có người hay sao ấy, thấy thấy báo là có người mọi người ạ. Còn cái team này nó ở dưới này này, lốc hai tên rồi. À, mình thấy một tên kìa, một tên ở nhà vệ sinh kìa mọi người ơi. Mình sẽ mở cánh luôn. Mở cánh luôn, chạy đi. Đứng đấy mà bắn, đứng đấy mà bắn. Trời ơi, số mình sinh ra để clear team hay sao ấy mọi người ạ. Toàn ăn mạng cuối thôi. Lấy giờ toàn ăn mạng áp. Ui, đông thực sự, bên này lại có người này. Công nó luôn chứ sợ cái gì. Rồi, vác M4 ra chơi bạn liền. Nào, chạy đi đâu. Chạy, chạy. Ui, bạn số 4 không cover mình pha đấy. Trời ơi, hình như bạn số 4 vừa nãy không nhìn thấy cái tên trước mặt mình. Mình mải bắn cái tên sau tảng đá có cái tên đứng đằng trước mình ấy, nó cầm khẩu T90 nó sấy mình đi luôn. Thôi xong, thôi xong, bạn Trung Quốc cũng đi luôn rồi mọi người ơi. Ui rồi ôi, đừng gạt mình nhá, đừng gạt mình. Ui rồi ôi, ui hồi nó gạt mình luôn mọi người ạ. Sợ thật đấy, tên này nó gạt mình luôn. Nhưng mà đồng đội mình cứu được mình rồi, bạn Trung Quốc bạn đang cứu mình. Team mình thì chết mất một người rồi, mình hồi sinh được nhưng mà không nhặt thẻ được của bạn số 1. Trời ơi. Ui rồi bạn, ui bạn Trung Quốc không nhìn kìa. Một team nó đẩy lên luôn kìa. Ui rồi thôi thôi tôi bỏ mẹ rồi. Rồi số 3 cover mình nhặt đồ cái thôi. Còn có hai người thôi mình. Mình thì còn chưa có súng nữa, vừa mới hồi sinh xong còn chưa được cái gì. Team kia, cái team mà bắn bạn số 1 hay bắn sâu sai đã đẩy sang bên này rồi này mọi người ơi. Nhanh thực sự ạ. Thôi xong luôn. Team Việt Nam này mọi người. VN Navi luôn ạ. Và mình nút được súng mình sẽ lùi vào nhà luôn nha. Chỉ cần nút được súng và đạn thôi là lùi luôn vào nhà. Nhưng mình vẫn nhanh tay nhặt được cái giáp nữa. Cái giáp với cái mũ nữa. Giáp phải giáp một thôi nhưng mũ là mũ 4 nha mọi người. Rồi mình đứng mình cam luôn. Thò ra đây. Cứ thò người ra đây. À, một tên ở bên chỗ máy hồi sinh kìa mọi người ơi. Mình sẽ đứng ở trên này nha, mình sẽ đứng ở trên này, còn bạn số 3 thì đang ở bên cánh trái để móc từ hai hướng ấy, chứ hai người mà đứng cùng nhau ấy là dễ bị hẹo lắm, và tập trung vào một cái hướng ấy nha. Hình như là team thấy là team đấy còn mấy người ta. Mình cũng chả nhớ nữa nhưng mà team đấy là chắc là còn phải trên hai người là cái chắc, vớ vẩn là còn nguyên một team mọi người ạ. À, bạn kia bạn ấy hở người ra là mình sẽ đơm luôn nha. Mấy tên này bắn cũng khá là chắc ấy, team Việt Nam ấy bắn chắc lắm mọi người. Thầy không không lộ vị trí luôn kìa. Khuất sai luôn và mình cũng đang ở vị trí khuất sai và mình chỉ đứng nhìn thôi. Pha này vớ vẩn bắn nhau ngoài bo rồi. Vì cái bo của mình ấy như mọi người nhìn trên minimap nhá. Thì cái bo của mình nó lợi hơn vì mình chạy nó sẽ dễ hơn. Úi giời ơi, lộn ra cái lộn vào luôn mọi người ạ. Mấy tên ấy lộn ra để check sai ấy mọi người. À, một tên đẩy lên cái chỗ hòn đá kìa. Mình vừa nhìn thấy đầu tên đấy xong, để bạn số 3 cái tên đấy. Còn mình sẽ cam cái tên ở cầu nha. Tạm thời là thấy hai tên thôi mọi người ạ. Cái tên ở cầu kia bắn khó chịu thực sự ấy. Cứ lộn ra xong rồi lộn vào thôi, kiểu là để câu đạn ấy. Sợ thật. Pha này thì sẽ ôm bo luôn nha mọi người. Mình sẽ kiểu là đứng ngoài bo cam luôn. Vì cái bo của mình nó lợi hơn. Bo của các bạn kia ấy, mà muốn vào được ấy thì sẽ có hai con đường. Úi rồi. Tên kia là bot, 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 bot. Một con bot nó đẩy lên kìa. Một con bot nó đẩy lên ạ. Rồi mình thay đạn thôi, mình sấy luôn con bot đấy nha. Sấy luôn mọi người ơi. Úi dồi, con bot đi cứ cả giựt ạ. Bot mọi người ơi. Rồi bạn số 3 ăn luôn con bot đấy rồi. Thế là team đấy có hai tên thôi mọi người. Thấy số 3 đứng hết góc đấy là báo là có hai tên thôi. Mình thì nhìn thấy một tên thôi mọi người ạ. Rồi, đứng đây cam luôn mọi người. Mình bay để chủ yếu là dụ đạn thôi. Nhưng mà mấy tên này khôn lắm, không bắn mọi người ạ. Nhất chết là không bắn ạ. Sẽ đứng cam nha. Cái bo của mình chạy vào thì nó cũng khá là dễ thôi, vì mình còn một cái cầu gãy ở bên kia kìa. Mình đứng trên cầu gãy mình bay sang là được. Còn mấy bạn ấy mà lên trên cầu nhé là chết luôn mọi người ạ, vì bị cam rồi. Và bơi bơi mà chạy sang lorry nha, vớ vẩn ở bên kia lại có team nữa nó chặn đầu thì thôi chấm hết các bạn. Còn đi lên cầu mà bay sang ấy thì là bị bọn mình cam, mà chạy thẳng theo cái hướng của bọn mình vào bo ấy thì cũng bị bọn mình cam, vì bọn mình đang đứng gần bo hơn nha mọi người. Đó, tạm thời phân tích cái bo là như vậy. Mình sẽ đẩy vào bo trước để cho bạn bạn số 3 bạn đứng cam nha, vì bạn ấy khá là nhiều máu. Mình thì máu bình thường thôi, không nhiều lắm mọi người ạ. Có 3 cục máu 70 mới 8 cái băng đít thì chạy vào bo dần là vừa, chứ bo nó cũng đang thu vào rồi. Nó chạm đến cái bo 3 cuối rồi mọi người ạ. Rồi cái bo này có 40 giây thôi, 50 giây thôi, còn 40 giây nữa này. Mình sẽ chạy thẳng luôn vào bo nha, để cho bạn số 3 vừa chạy vừa cam. Tên kia ấy, bây giờ đảm bảo mọi người không dám chạy khi mà mình đã mở ra góc này. Đó mọi người thấy không?
vẫn đứng gầm cầu kìa. Ui mình bắn hơi fail mọi người, bắn pha đấy không trúng viên nào ạ. Rồi, tên kia là tên cuối là NT Nin thì đấy nha mọi người. Còn tên VN Nabi thì bị đồng đội mình confirm luôn rồi. Tên đấy mà vào bo nhá, đảm bảo chết. Đây cái nhà này trong bo này. Cho số 3 vào bo, mình sẽ đứng ở trên cầu nhá mọi người. Đứng sẽ tách vị trí ra chứ. Hai người mà đứng chung một vị trí thì nó sẽ kiểu là đạn nó tập trung ấy, không dính thằng này thì thằng kia ấy, kiểu bị đường lao gấp thịt ấy mọi người. Rồi mình sẽ đứng lên mình cam luôn. Bảo rồi tên kia không dám khoa luôn, đố dám nhảy sang Nori luôn ấy. Khi mà mình đã đi đến bo này rồi. Ui, ui, ui. Đạn ở đâu kìa, ui, 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 trên đồi. Trên đồi có một team ạ, thế là tên kia còn một team. Mình là hai người, thế là team trên đồi là chỉ có ba người thôi nha mọi người nha. Team trên đồi chỉ có ba người thôi này. Rồi mình sẽ chắc là vào bo luôn này, có nước mà mình không sợ. Cái game này thì mọi người rơi xuống nước, mọi người lặn xuống nha. Lặn xuống là sẽ không bị bắn trúng đâu. Rồi lặn luôn, úi xồi ôi, mấy tên ấy bắn mình luôn kìa mọi người. Đó, mỗi khi mọi người lặn ấy, thì có sấy đến cỡ nào ấy, thì cũng sẽ không chết đâu. Kể cả đáp bom luôn thì cũng chả làm sao cả. Đấy nên là anh em cứ lặn thôi. Khi nào mà cái phổi mà hết oxy ấy, mọi người nhoi lên một xíu để cho nó hồi lại xong rồi lặn xuống tiếp nha. Vào cái tầm này thì mình đã khuất sai được trên đồi này mọi người này, đó. Khuất sai rồi vì cái mình bắn ở Logi khá là nhiều nên là những khu chung xung quanh ấy thì mình khá là thuộc vị trí khuất sai ấy, nên là pha này mình đẩy vào đây khuất sai luôn. Khuất sai luôn rồi anh em ơi. Úi rồi ôi, mấy tên này đang nhắm bạn số 3 mọi người ơi. Thế là mấy ba tên ở trên này không để ý mình. Còn cái tên cuối ở bên cầu kia vẫn chưa bị làm sao mọi người ạ. À, một tên ở trên đầu không. Úi rồi ôi, nhìn thấy mình hơi muộn, mình lấp luôn một tên rồi. Thế là còn hai tên ở trên đồi thôi, ở đằng sau là còn một tên nữa. Tên đằng sau thì đứng ngoài mà quần máu. Úi rồi, ui cái bóng mọi người. Cái bóng ạ, cái góc của mình nó xấu quá mọi người ơi. Góc mình nó xấu quá. Góc này mà bị công ra là dễ chết lắm này. Ui, tên này mũ 4 giáp 4 luôn này mọi người. Ui rồi ôi. Mình lụm đầu luôn mọi người ạ. AK-12 tốc độ ra đạn nhanh, đam to. Trời, thì làm sao mà bạn đỡ được. Thế là trên đồi còn một tên nữa thôi. Tên ở đằng sau thì bị đồng đội mình gạt luôn rồi nha anh em. Còn đúng tên cuối thôi mọi người ạ. Đúng tên cuối thôi. Đâu mình sẽ tìm nó. Không thấy ở trên đồi rồi. Không biết có chạy xuống dưới không. À đồng đội mình báo tên ấy xuống khu nhà dưới đây này mọi người này. Công xuống luôn. 2VS1 tuổi gì à, ở tảng đá kia mọi người. Mình ping cho đồng đội mình luôn nha. Đây đây đây, nó ở tảng đá này. Nó ở tảng đá, công ra luôn. Trời ơi, 2VS1 thì không chột cũng què mọi người ạ. Nào chạy đi đâu. Ui dồi ôi, top 1 easy luôn. Với cái trận này nó căng thẳng thực sự luôn đấy mọi người ơi. Trận này quá căng luôn, bắn nhau liên tục tục ạ. Và top 1 rồi nha mọi người. Và clip mình xin dừng tại đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye bye.